Thầy ơi, khi mà bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học trước hội đồng thì nên xưng là chúng em hay xưng là chúng tôi? Ok. Ngoài ra thì mình còn nhận được một cái câu hỏi cũng khá nhiều nữa, đó là khi mà làm cái PowerPoint ấy, thuyết trình thì chúng ta nên lưu ý những điều gì? Thì mình trả lời gộp luôn trong câu hỏi này nhé. Đầu tiên ấy, thì mình có thể nói rằng là chúng ta hoàn toàn có thể xưng được bằng 3 cách. Thứ nhất là chúng em cũng được, chúng tôi cũng được, và nhóm tác giả đều được nhé. Nhưng mà tuy nhiên thì mình nghĩ là ở tiếng Anh thì cái ngôi xưng nó khác, nó dễ, còn ở Việt Nam mà chúng ta đôi khi chúng ta vẫn hơi duy tình một chút. Và đặc biệt là trong hội đồng thì cũng có những thầy cô nhiều tuổi, đúng không? Có thầy cô nhiều tuổi hoặc các thầy cô là quản lý dạy trực tiếp mình chẳng hạn, thì mình nghĩ rằng là chúng ta vẫn nên xưng là chúng em hoặc là nhóm tác giả. Thì như vậy thì nó vẫn không mang một cái gì đó nó hơi xa cách, đúng không? Chúng tôi đấy, nghe nó hơi xa cách như vậy đó. Thì mình nghĩ là như vậy nó sẽ tốt hơn cho các em thôi. Còn các em xưng thế nào cũng được nhé. Ok. Cái thứ hai là cái PowerPoint thuyết trình. Thì các bạn nhớ là chúng ta chỉ có 15 phút thôi, 15 phút cho phần thuyết trình. Còn nếu mà dài quá thì chúng ta thậm chí còn bị trừ điểm nữa đấy. Thế thì 15 phút mà chúng ta nói trong 15 phút cái bài của mình thì chúng ta không nên làm quá nhiều slide. Các bạn, mình vẫn khuyên các bạn sinh viên là nên làm khoảng độ 20 cái, 15 cái thì nó có vẻ là hơi ít, nhưng mà khoảng độ 20 cái cũng được. Thế thì không phải là cái nội dung gì chúng ta cũng đưa lên slide, tất cả các nội dung trong bài chúng ta không phải là đưa tất cả lên slide đâu. Bởi vì là các thầy cô trong hội đồng ấy, người ta đã đọc toàn bộ cái bài toàn văn của bạn rồi và chấm ra điểm rồi nhé. Một khi mà ra hội đồng là gần như là ta đã ra điểm rồi. Và quan trọng trong cái buổi thuyết trình ấy là người ta muốn nghe những cái phần điểm nhấn, hoặc là người ta muốn nghe xem là những cái phần mà bạn nói, bạn lý giải với những cái phần mà đọc thực sự là nó có bị trùng không, nó có trùng không. Và nhiều cái phần mà người ta đọc người ta không rõ, bạn người ta nghe bạn thuyết trình thì người ta sẽ rõ hơn. Đấy, bản chất của cái phần thuyết trình ấy nó sẽ là nghiêng về hướng đó như vậy. Thế cho nên ở cái phần mở đầu cũng không phải là chúng ta trình bày tất cả chục cái phần gạch đầu dòng ra đâu, từ phần lý do chọn đề tài đâu, mà chúng ta hãy lựa chọn những cái phần mà quan trọng. Ví dụ như lý do, đúng không? Ví dụ như là cái phần phương pháp chúng ta sử dụng, hay là cái phần mục tiêu, cái phần phương pháp, hay là cái phần giả thuyết, hay là câu hỏi nghiên cứu. Nếu chúng ta chỉ nhặt những cái phần mà quan trọng như vậy thôi. Còn tất cả những cái phần như tổng quan, tất cả những cái phần như là đóng góp của đề tài đó, thì các bạn có thể là nhờ thầy cô là đấy là những cái phần mà bọn em đã viết rất kỹ và nó khá là dài chẳng hạn, và bọn em đã trình bày chi tiết ở trong bài toàn văn rồi, và mong các thầy cô có thể xem thêm. Sau đó sang các chương, thì cũng không phải là chúng ta đi tuần tự từng mục đâu, không phải đi tuần tự từng mục của chương đâu, mà quan trọng là trong mỗi chương đó chúng ta trình bày cái gì. Thì trình bày cái gì ấy, thì nó tương đối là phù hợp để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu. Ví dụ bài của bạn có hai cái phần câu hỏi nghiên cứu chẳng hạn, ví dụ như yếu tố nào hoặc là các cái giải pháp nào đó. Thế thì ở cái phần cơ sở lý luận thì bạn nên tập trung vào giải quyết, giải làm rõ cái đối tượng nghiên cứu của mình, và có thể là giải thích về các cái yếu tố, không cần nói đến nhiều quá đến nguyên tắc hay là yếu tố hay là vai trò hay là cái gì đấy, những cái râu ria như vậy thì chúng ta không nên trình bày sâu vào nó. Tiếp sang chương 2 thì cái việc mà giới thiệu về cơ quan, thậm chí chúng ta cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều, bởi vì chúng ta đã trình bày trong bài rồi. Đó, chúng ta chỉ nói một câu thôi cũng được. Còn đâu chúng ta sẽ tập trung vào các cái số liệu mà chúng ta đã thu thập và xử lý. Và ở trong bài thì chúng ta trình bày rất là chi tiết. Ví dụ như là khi mà bạn chạy các bạn alpha hoặc là EFA chẳng hạn. Thế thì khi mà chạy lần số 2 hay lần số 3 thì nó mới ra được cái bản mà nó có số liệu phù hợp, thì chúng ta chỉ cần trình bày cái bản số 3 đấy thôi. Và chúng ta không nên là trình bày hết cái quy trình ra làm cái gì cả, mà chúng ta trình bày cái kết quả cuối cùng thôi nhá. Thì nó đã bớt rất nhiều cái thông tin thời gian rồi. Và đặc biệt nữa là khi trên cái bảng ấy, cái bài slide của các bạn ấy, các bạn cũng không nên viết tràn toàn chữ đâu nhá. Không nên viết tràn toàn chữ, mà ở đó chúng ta nên trình bày các cái keyword hoặc là các cái số liệu mà nó nhắc nhớ cho chúng ta về cái nội dung. Ví dụ bây giờ chúng ta có các cái số liệu tổng hợp chẳng hạn, có các số liệu tổng hợp và chúng ta có các phần phân tích về các số liệu đó, thì chúng ta chỉ cần đưa các số liệu đó lên, và khi mà chúng ta tập ở nhà ấy, chúng ta đã biết số liệu này minh họa cho cái điều gì, và cứ nhìn cái số liệu đó và chúng ta nói thêm thôi, chứ chúng ta cũng không nhất thiết là phải trình bày hết cả cái phần phân tích số liệu lên trên cái slide. Đó, ví dụ như vậy, chương 2 sang chương 3 thì là ở chương 3 thì bạn trình bày những cái gì. Ví dụ như là ở chương 3 bạn có 3 phần đi. Ví dụ bạn có căn cứ, bạn có giải pháp, hoặc là bạn có gọi là cái hạn chế của nghiên cứu chẳng hạn.
Thế thì ví dụ như những cái phần như căn cứ thì có mấy căn cứ thì tương đương với mấy gạch đầu dòng, thế là xong. Còn các giải pháp bạn cũng chỉ cần gạch đầu dòng, ví dụ như là có vậy là cái chương 3 của bạn đôi khi cũng chỉ cần có hai slide thôi. Một slide là về căn cứ nhá, một slide là về gì? Các giải pháp hoặc là kiến nghị, thì bạn chỉ cần là kiến nghị với ai. Đó, còn thậm chí các cái nội dung kiến nghị như nào bạn không có cần đưa lên slide, và bạn chỉ cần gạch các đối tượng đó và bạn cứ thế bạn nói thôi. Bởi vì mỗi một đối tượng thì chúng ta chỉ có một hai cái kiến nghị thôi, đúng không? Là chúng ta nhớ. Và cái phần hạn chế thì bạn cũng không nhất thiết phải viết hết tất cả các hạn chế lên slide, có thể không, có thể bạn còn không cả cần viết cái phần đó lên slide cơ, bởi vì cái phần hạn chế nó cũng không phải là cái phần mà nội dung chính trả lời cho câu hỏi nghiên cứu của bạn, mà nó chỉ là một cái phần nội dung mà bạn làm rõ hơn cho cái đề tài của mình mà thôi. Đó. Thì vậy là các bạn thấy rằng kể cả như vậy là chương 3 chúng ta đôi khi chỉ cần có 2 slide thôi. Chương 2 đấy các bạn thấy có thể là 4 slide hoặc là 5 slide nếu mà có nhiều nội dung mà nó quan trọng, bởi vì cái phần chương 2 và phần chương 3 là trả lời câu hỏi nghiên cứu nhiều hơn mà. Đấy, hoặc là chương 1 thì chúng ta có khoảng độ 3 slide. Cộng vào thì bạn thấy là nó có khoảng độ hơn chục slide rồi, cộng với cả phần mở đầu nữa, cộng với cả bạn có thể trình bày cái phần có phần kết luận chẳng hạn. Đó, phần kết luận. Thế thôi, còn kể cả phần danh mục tài liệu tham khảo hay phần phụ lục, phần tài liệu tham khảo thì chắc chắn là bạn không cần phải trình chiếu slide rồi. Còn phần phụ lục thì có những cái gì mà nó quan trọng, những cái gì mà nó mình nghĩ là nó cần thiết lắm, liên quan trực tiếp đến cái nội dung của bạn thì bạn mới chiếu thôi, còn không thì ở trong cái bản toàn văn nó đã có sẵn rồi. Đó. Thế thì xem như vậy thì chúng ta cũng có khoảng độ từ 15 đến 20 slide. Đó, và cái cách chúng ta làm slide cũng vậy. À, có một cái điều nữa các bạn lưu ý là mình nhận thấy có nhiều bạn sinh viên thì các bạn muốn làm cho slide của mình đẹp, chứ cho nên các bạn hãy lựa chọn các cái phông kiểu sao trời. Đó, phông đen không có sao trời, nhiều phông thì lại có nhấp nháy. Đấy, bóng đèn nhấp nháy hoặc là sao trời nhấp nháy hoặc là bướm bay dập dờn hay là những cái mà nó hiệu ứng. Thì mình nói thật với các bạn là chúng ta nên thiết kế thật là đơn giản. Thật là đơn giản và màu sắc thì có sự tương phản, đơn giản thôi. Không cần màu mè gì ở đây cả, không cần phải hoa hòe hoa sói gì. Và đặc biệt nữa là các bạn nhớ là chúng ta phải tập ở nhà trước thật là nhiều. Tập ở nhà trước thật là nhiều để nhìn thấy các cái số liệu, để nhìn thấy các cái dấu hiệu trên slide là biết ngay mình sẽ nói cái gì. Chúng ta không nên dựa vào cái việc mà trình bày quá nhiều chữ để học thuộc, hay là gọi là dựa vào cái slide quá thì nó cũng không gây được ấn tượng. Và quan trọng nhất là chúng ta phải và có một cái điều nữa các bạn biết không, khi mà chúng ta thuộc được cái phần mà nội dung thuyết trình của mình thì tự nhiên mình cũng tự tin hơn. Lúc đầu là rất là run, ai cũng thế thôi, mình cũng thế thôi, mình cũng không khác gì đâu. Thế nhưng mà đến khi mà chúng ta vào cái nội dung rồi là chúng ta bị nhập tâm vào cái nội dung đó và chúng ta sẽ quên đi. Đó, thì đấy là một số cái mà mình nghĩ rằng là trả lời câu hỏi này thì cũng tiện gợi ý thêm cho các bạn về cái slide chúng ta thuyết trình. Ok, chúc các bạn thuyết trình thật tốt. Và trong tuần này thì các bạn nhớ là có áp lực, có sự lo lắng, nhưng mà các bạn cứ nhớ rằng là hết ngày hôm nay thuyết trình là ngày mai mình lại gì ạ, không còn lo lắng nữa rồi. Thế vì thế cho nên là bạn không phải quá là áp lực mà để cho mình bị gọi là bị khớp tâm lý nhé. Ok, chúc các bạn điểm thật cao và bảo vệ thật tốt. Xin chào.